tôi suốt cuộc đời này mãi mãi chán ghét con người của cô. Hiểu chưa? Cô hiểu chưa? Dân Mỹ, Dân Mỹ à, đã xảy ra chuyện gì hả? Dân Mỹ à, nói đi. Dân Mỹ, nè chị nói đi hả? Tôi và đồng quê kết thúc thật rồi, đã kết thúc thật rồi. Alo, Đồng Khuê. À, tôi là Tình Hy. It's not the pale moon that delights me, that thrills and... Chào anh, lâu lắm đã không gặp. À, phải, lâu lắm không gặp. Thương Nghĩa, gần đây anh có khỏe không? Dạ khỏe. Cô kiếm tôi ra ngoài này có chuyện gì? Tôi cũng biết, thật ra tôi không có lập trường xen vào việc này, nhưng mà tôi không thể để mặc như vậy. Vậy được rồi, nếu như muốn nói chuyện với dân Mỹ đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi nhìn thấy dân Mỹ đau khổ tôi thì không đành lòng. Tôi qua những lời dân Mỹ nói với anh toàn là nói gạt anh đó. Dân Mỹ giận lẫy mà nói vậy thôi. Tôi thiệt hiểu dân Mỹ, bao lâu nay đều rất yêu anh, không có hề thay đổi. Đó không phải là tình yêu mà là hận ghét. Nhưng mà đương nhiên thôi, là cho yêu mà hận. Về điểm này tôi không phủ nhận. Nhưng mà cho dù tất cả hành vi của dân Mỹ đều vì tôi mà làm như vậy, tôi cũng tuyệt đối không thể chấp nhận tình yêu này. Dân Mỹ hôm qua trước khi đi nhà anh có nói với tôi như vậy. Chị ấy nói muốn sang tên ngôi nhà lại cho anh, nhưng lại sợ chủ nợ tới kiếm anh, cho nên không thể làm như vậy. Cho nên chị ấy rất là không yên tâm, muốn tới nhà đó coi một chút. Ở nhà anh hình như mấy ngày không có người ở, chị rất là lo lắng cho anh. Làm sao vô được căn nhà đó? Kêu thợ ông khóa tới mở cửa, sau đó vô nhà ăn cắp chìa khóa rồi đi làm một chiếc khác. Đó là chìa khóa của Nelly, chìa khóa của anh cho Nelly. Tôi phải nói với anh thế nào đây, anh mới hiểu được lòng của dân Mỹ đối với anh. Muốn sang tên cho ai, việc đó không có quan trọng. Ngôi nhà kia không phải của tôi, chỉ điểm này tôi hiểu rõ. Dân Mỹ, từ đầu chí cuối chị rất là muốn giúp cho anh. Tình Hy, tôi biết cô rất quan tâm đến chuyện của Trịnh Dân Mỹ, nhưng mà cho dù cô ấy vì yêu tôi mới làm ra những chuyện này, tôi vẫn không chấp nhận tình yêu đó. Sự cố chấp của cô ấy tôi đã cảm thấy chán ngán rồi. Vậy thì tôi chỉ nói một câu, anh nhất định phải nghe vào tai.
Dân Mỹ khi anh rời khỏi ngôi nhà đó, chắc là anh không coi đó là lời nói thật chứ? Có phải vậy hay không? Em không có xuất ngoại, em từ phi trường trở về nhà. Anh không khen em hay sao? Nói là Thôi Vĩnh Châu làm rất tốt. Anh không muốn ôm em. Những hy sinh mà chúng ta đã làm cho nhau, cũng giống như anh đã nói, nhất định đang trốn ở một góc nào đó. Em muốn tới để tìm kiếm nó. Chúng ta hãy cùng tìm kiếm. Chúng ta hãy ráng cố gắng thêm một ít. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow. Cảm ơn gì? Cảm ơn. Quà của mình đẹp. Cảm ơn. Em không có quà sinh nhật cho chị. Nhưng mà em vì chị nhảy một bản có được không? Nè nè nè, khi cái bà quá, khi quá. Công chuyện. Cô là Ngô Nelly phải không? Là việc của cái tên. Bưu kiện của ai gửi? Là ông Ngô Đông Khuê. Ờ, Nelly, ba của con tặng cho con quà sinh nhật. Mau nhận đi. Ở đây không có người này. Anh làm ơn đem trả lại cho ông Ngô Đông Khuê. Nè, con làm cái gì vậy? Mau nhận đi. Má, sao má làm như vậy? Không lẽ má không biết? Làm phiền anh đem trả lại. Khoan đã, cứ để đây. Anh đem về. Sao không nghe lời của má? Má nhận đi. Làm phiền bà ký tên giùm. Mẫn Kính. Hả? Nằm hoài mà ngủ không được. Tôi phải xin lỗi má của tôi. Xin má tôi tha thứ. Đúng, chị nên làm như vậy. Tôi cảm thấy chị hồi nãy có chút quá đáng. Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho ba của tôi. Tôi chỉ muốn xin lỗi má tôi thôi. Tình Hi. Chị thấy Nelly nó như thế nào? Lúc này nó thay đổi nhiều quá. Tôi nói gì nó cũng không chịu nghe. Tôi cảm thấy nó càng ngày càng giống y hệt như chị. Tính tình cũng giống hệt như chị. Không sai một chút nào hết. Chứ, nó mới bị lớn mà rất cứng đầu. Có khi dịu dàng, có khi nó rất là cứng cỏi. Tôi cảm thấy nó càng ngày càng rất là giống chị. Chứ, tính tình giống hệt à? Chị còn phải hỏi nữa hay sao? Nó giống y hệt chị đó. Nhưng mà khuôn mặt của nó rất giống má của nó. Má nó năm xưa chưa kết hôn là mang thai. Nếu chị nhìn thấy hình của má nó thì chị sẽ giật mình. Giống hệt như Nelly bây giờ. Có đôi khi nhìn thấy Nelly tôi giật mình. Nếu mà má nó biết được bây giờ nó bao lớn, chắc là vui mừng lắm. Hồi đó nếu mà chị không đem Nelly về nuôi, cuộc đời của nó không biết đã biến thành như thế nào rồi. Thật ra chị nên nói không biết cuộc đời của tôi sẽ biến thành như thế nào. Cuộc đời không có Nelly thì tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nelly.